Chào mọi người, tại sao ít người nhắc đến sự nguy hiểm của ký sinh trùng ở thú cưng nhỉ? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem chúng ảnh hưởng thế nào đến người bạn lông lá của chúng ta nhé. Ký sinh trùng như bồ chét, vè rắn hay giun sán không chỉ gây phiền toái đâu. Chúng có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho thú cưng của bạn. Bồ chét có thể gây ngứa ngáy dữ dội và dị ứng. Còn vè rắn, chúng nổi tiếng vì lây lan các bệnh như Lyme hay Ehrlichiosis. Giờ chúng ta nói về giun sán nhé. Giun đua, giun móc, sán dây, tất cả đều có thể xâm nhập vào đường ruột của thú cưng, gây sút cân, nôn mua, thậm chí là thiếu máu. Ôi, nghe sợ quá, nhưng đừng lo, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Khám thú y định kỳ, vệ sinh sạch sẽ và sử dụng các sản phẩm diệt ký sinh trùng có thể giúp bạn kiểm soát những vị khách không mời này. Nhờ tham khảo ý kiến bác sĩ thú y để có phương pháp điều trị tốt nhất nhé. Vậy, những người yêu thú cưng hãy luôn cảnh giác và ngăn chặn ký sinh trùng để giữ cho người bạn lông lá của mình luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.